chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi là trạm y tế để kiểm tra sức khỏe thì bằng lái xe, nên mình sẽ quay ở trạm y tế một chút cho mọi người xem nha. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi, nhưng mà trời rất là tối, tại vì mùa thu mà, cho nên là 5 giờ là trời rất là âm u luôn á. Đây là con kinh phía trước trạm y tế, dùng để thoát nước các bạn khi trời mưa nhiều á. Ở dưới con kinh này thì có những cái bụi giống như là bụi sậy hay sao á, nhìn giống như là bông sậy á, nhìn rất là đẹp luôn. Ở Seoul thì nó có một cái lễ hội liên quan tới bông cỏ lao á, rất là lớn luôn. Wow, rất là đẹp, nhiều người đến để chụp hình, quay phim, đi chơi và sống ảo các kiểu. Đây là những cái bụi này nè, không biết là bụi bông sậy hay là bụi lao nữa, nhưng mình nghĩ là chắc là sậy tại vì nó mọc dưới nước mà. Bên kia có hai bà lão đang đi bộ. Đây là quang cảnh nhìn từ trên xuống. Còn bây giờ mình sẽ quay lên trên cho các bạn xem nha. Đường đi vô trạm y tế. Thì trạm y tế này thì bên tay phải á, là cái viện dưỡng lão, còn bên tay trái là cái trạm y tế. Đây là cái viện dưỡng lão. Ngoài sân thì là bãi đậu xe, còn đây là bên ngoài của trạm y tế. Người ta trồng rất là nhiều bông cúc để trang trí. Có đặt mấy cái chậu bông cúc này các bạn. Cút bông. Màu hồng, màu tím, màu vàng, màu trắng. Cút. Đủ màu ha. Cá chưa. Đi chút rồi. Yêu mẹ. Đi đi, chỗ rồi. Phía dưới này là bãi đậu xe. Đây là tấm bảng hướng dẫn ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ chính thức. Đây là bên trong của trạm y tế. Mỗi một phòng có một nhiệm vụ riêng và tới 12-13 phòng lận. Đây là cái giấy tờ để mình ghi thông tin của mình á, khi mình cần cái gì thì mình ghi cái đó vào. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra mắt. Đi về phòng số 3. Phòng số 3 là phòng kiểm tra thị lực. Sau khi mình kiểm tra xong thị lực rồi thì mình đi ra. Đây nè các bạn, thấy đánh số không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chạy dài tới đằng kia là tới mười mấy phòng lận, 12, 13 phòng lận. Thử máu, chích ngừa, kiểm tra mắt, chụp hình x-quang các kiểu. Bây giờ mình đã xong rồi cho mình đi ra. Mình đi ra thì nhìn từ trên xuống nè các bạn. Bên này á, trẻ em được chích ngừa miễn phí đó các bạn. Sau khi sinh con xong á, cứ ẩm lại trạm y tế này, người ta sẽ chích ngừa miễn phí cho đủ các loại luôn. Và một tháng có thể là khi còn nhỏ thì chích khoảng một tháng một hai lần, lớn lên thì giảm dần, chích đủ các cái loại thuốc và theo một kỳ hạn nhất định. Bên kia là cái nhà dành để cho mọi người ngồi chơi vào buổi chiều á. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.